Căng ngang, đánh đầu, 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Rồi, lần này thì không có một sai lầm nào nữa. Bóng đã đến đúng vị trí của Hải Yến và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo mang số 12 là quá dễ. Khán giả đang ủng hộ rất nhiều cho đội tuyển nữ Việt Nam và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Và theo góc máy mà chúng tôi đang gửi tới quý vị thì ở hiệp 1 này đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trong trang phục áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ, bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị hộ công cho Hải Yến. Và đi bóng khá tốt của Vũ Thị Hòa, đây là Hải Yến. Cú sút của Hải Yến, bóng đã rời cột dọc. Đó là pha tấn công đáng chú ý đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Với một tình huống dứt điểm rất nhanh của tiền đạo mang số 12 Phạm Hải Yến. Chắc chắn là chúng ta sẽ thi đấu tấn công. Chỉ có may mắn mới có thể cứu thua cho Campuchia. Như là khi Campuchia đang được chơi trên sân nhà. Tình huống chuyền bóng rất hay của đội tuyển Campuchia. Thử thách cho khung thành của Phạm Thị Lăng. Rất may là không có bàn thua cho chúng ta. Vạn Sự và Mỹ Anh ở cánh trái. Thanh Nhã, Mỹ Anh, căng ngang, đánh đầu, 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ ghi bàn đó là người có chiều cao khiêm tốn nhất trên sân, nhưng đó đã có một tình huống băng vào đánh đầu cắt mặt rất hay, Ngân Thị Vạn Sự. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này. Đó là nỗ lực xâm nhập vòng cấm của Mỹ Anh. Rất hay. Mặc dù bị đối phương theo kèm rất sát, nhưng Vạn Sự bằng sự tinh tế và khả năng chọn vị trí của mình vẫn có được một điểm. Vạn Sự chọc khe khá hay. Căng ngang đi, Hải Yến không vào. Chỉ một chút nữa thôi. Điểm chạm của Hải Yến là hơi thiếu nhạy cảm. Quá đáng tiếc cho tình huống này. Pha căng ngang là rất mượt rồi. Thùy Trang. Đổ bóng sang cánh phải cho Thanh Nhã. Vẫn là Thanh Nhã. Rồi, lần này thì không có một sai lầm nào nữa. Bóng đã đến đúng vị trí của Hải Yến và nhiệm vụ còn lại của tiền đạo mang số 12 là quá dễ. Cùng xem lại tình huống đột phá này của Thanh Nhã. Lỗi của hậu vệ mang số 13 bên phía Campuchia. Và một món quà dành cho Hải Yến, 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau 30 phút của hiệp 1 thì chúng ta đã có được lợi thế dẫn trước. Thái Thị Thảo. Thái Thị Thảo đã ngã. Penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Không có ai theo kèm với Thái Thị Thảo và khi mà tiền vệ của chúng ta có được khoảng trống thì hậu vệ bên phía đội bạn đã không còn cách nào khác. Đã phạm lỗi với Thái Thị Thảo. Thùy Trang là người được tin tưởng để giao trọng trách thực hiện những quả penalty cho đội tuyển nữ Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Thùy Trang 100% chính xác, không có một cơ hội nào cho thủ thành trên Soviet của Campuchia. Đó là khoảnh khắc ăn mừng rất quen thuộc của lão tướng bên phía đội tuyển nữ Việt Nam. Ở tuổi 35 thì Thùy Trang vẫn tỏa sáng giống như một cô gái tuổi đôi mươi. Hãy cùng xem lại cú sút này. Hoàn toàn đánh lừa được Thu Thảo.
Đây là Mỹ Anh. Cơ hội không được. Cú sút của Thanh Nhã vẫn chưa có khoảng trống. Thu Thảo. Có một khán giả đã dành tình cảm cho thủ môn Khổng Thị Hằng của chúng ta. Khán giả hỏi là có ai tặng thủ môn Khổng Thị Hằng một vé massage hay không? Vì sợ Khổng Thị Hằng đứng lâu một chỗ bị mỏi chân. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của khán giả và chúng tôi sẽ gửi lời. Vẫn là Mỹ Anh. Đó là pha đánh đầu của Vũ Thị Hoa. Mở bóng sang cánh phải. Thu Thảo. Căng ngang. Cú sút của Huỳnh Như. Bóng không đi vào khung thành. Vâng, Thái Lan đã để cho Myanmar tạo nên cuộc lội ngược dòng rồi. Lúc này thì đang là 3-2 cho Myanmar. Quá bất ngờ. Đây là một pha xử lý rất đẳng cấp của Huỳnh Như. Tình huống qua người tới hai hậu vệ đối phương và tung cú. Dương Thị Vân. Chúng ta vẫn đang phối hợp để kéo giãn bức tường phòng ngự màu đỏ bên phía đội tuyển nữ Campuchia. Thanh Nhã. Cánh phải khá thoáng. Thu Thảo. Căng ngang Huỳnh Như. Không vào. Ở trận đấu ở vòng bảng chúng ta thắng Myanmar 3-1. Thu Thảo. Dương Thị Vân. Đường chuyền rất tốt cho Thu Thảo. Huỳnh Như xử lý bóng. Không. Thanh Nhã. Cánh phải là Thu Thảo. Hơi sâu so với đà di chuyển của Huỳnh Như. Thanh Nhã, chúng ta vẫn đang tìm kiếm thêm những khoảng trống. Đây là Thu Thảo. Căng ngang đánh đầu. Không vào. Quá đáng tiếc, suýt chút nữa thì bàn thắng thứ tư đã đến rồi. Hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Phá hợp của bộ ba Huỳnh Như, Thanh Nhã và Thu Thảo. Có vẻ như điểm chạm cuối cùng không phải là Vũ Thị Hòa mà là hậu vệ. Nỗ lực của những người làm thể thao VTV Cup gửi tới quý vị. Huỳnh Như. Hy vọng là quý vị vẫn sẽ đồng hành với chúng tôi. Có vẻ như là trọng tài đã chỉ tay và chấm phạt đền. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là một tình huống chơi bóng bằng tay của hậu vệ bên phía đội tuyển Campuchia. Bây giờ thì một cơ hội 10-10 đã đến với Huỳnh Như sau rất nhiều những tình huống mà tiền đạo của chúng ta đã bỏ lỡ. Cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 và đó là dấu chấm hết cho Campuchia. Huỳnh Như rất đơn giản, 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là tỷ số mà tôi đã dự đoán trước khi trận đấu này diễn ra. Rất tuyệt vời. Có thể thấy là phong thái của Huỳnh Như, thần thái của Huỳnh Như ở trên sân là một điều mà chúng ta luôn luôn cảm thấy hết sức thỏa mãn, sự tự tin, nhẹ nhàng, thanh thoát.